Đây, biển Đà Nẵng về đêm đấy các bạn. Trên lề đường Võ Nguyên Giáp, chỗ này là công viên Biển Đông đây không ạ? Tối hôm nay là tối Chủ nhật. Chủ nhật tôi đập sẽ đập ra trên nha, trên vỉa hè Võ Nguyên Giáp này để chia sẻ các bạn xem. Tập 1 tôi chia sẻ các bạn là cũng con đường này, nhưng mà tôi đi đi xuống nè. Lúc đó là điện đường chưa lên, chờ tôi làm tiếp một video nữa là điện đường đã lên, đường đã lên nó sáng rực rồi các bạn, điện đường đã lên nó sáng rực đẹp hơn, thì nãy là không được đẹp. Đấy, các bạn thấy đường đường đây nè, đẹp chưa? Đường lên sóng rực rồi. Tập 1 là điện đường chưa lên nha, nên nó không được rực rỡ như trời. Ven biển Đà Nẵng, biển Mỹ Khê, biển Mỹ An, rồi biển T20 ở trên. Tôi đi xe đạp tôi quay đi các bạn, đạp xe đường phố biển Đà Nẵng. Chứ là tôi cầm tay, cầm mặt tay. Tập 1 là tôi gắn xe, giờ tôi cầm bằng tay nha.
Video của tôi đến đây kết thúc các bạn nè. Hẹn các bạn video sau. Xin chào.